giúp cô nàng có bữa tối xem phim. Mọi thứ sẽ rất tuyệt. Đúng vậy, cho đến khi phải quyết định xem ai chuyển kênh. Đưa điều khiển cho mình. Không, mình chứ. Đừng tranh giành mà. Bộ phim đã bị hủy. Wow, gì vậy? Hình như màn hình bị gì rồi. Nó thu hút họ. Mình xem thử nào. Hình như nó tắt rồi. Alice, Barbara và Erica quay lại băng ghế ưa thích. Nhưng sao lại có màu trên tay của họ vậy nhỉ? Alice là đỏ, Barbara là màu xanh lá, Erica là xanh lam. Chuyện gì vậy các cậu? Chúng mình đâu có biết gì về thử thách chứ. Tránh xa màn hình kỳ lạ này ra đi. Nhưng bạn không trốn được thử thách màu sắc đâu. Sao bọn mình lại ở nhà bếp mà không phải là cửa hàng? Nhưng mình ở đây thì an toàn. Và quan trọng là có nhiều quần áo, không có giá, nhân viên và cả bảo vệ luôn. Đây chính là thiên đường. Này, sao mình không thử đồ đi? Đúng rồi, sao phải chần chừ khi mình có cả cửa hàng ở trong tay? Erica để ý áo dài tay xanh lá. Barbara thì xem bộ này. Và Alice bị thu hút bởi chiếc áo ngắn. Họ rõ ràng là các tay mua sắm chuyên nghiệp. Thay đồ chỉ trong vài giây. Nhưng có gì đó sai sai kìa. Sao chập chờn vậy? Trời ơi, đáng sợ quá đi. Chỉ có bộ đồ của Barbara là ổn. Đợi đã, mấy bộ đồ này không đúng màu của các cậu rồi. Nhìn tay cậu nè, cậu phải tuân theo thử thách màu sắc chứ. Wow, bộ đồ đẹp đó nha. Alice mặc màu đỏ, Erica thay đồ màu xanh lam. Giờ bọn mình nấu ăn nào. Mỗi người đều có màu khác nhau, đều trông rất tuyệt. Quan trọng là không ai bị loe loẹt. Có vẻ thử thách màu sắc không quá khó. Giờ mà nghỉ ngơi thì sớm quá. Mình nên trang điểm nào? Erica thêm ít xanh lam cho diện mạo của mình. Nên bắt đầu với kẻ mắt không ta? Đường kẻ xanh lam tinh tế không gì có thể thay thế. Và tất nhiên thêm xanh lam cho bầu mắt và chân mày nữa. Son môi cùng tông nữa là chuẩn màu luôn. Thật tuyệt vời. Tóc thì sao nhỉ? Cần màu ngầu hơn thay cho lai tóc màu hồng này. Wow, vẻ ngoài siêu ngầu. Nàng xanh lam đã xong, còn các nàng khác thì sao? Barbara cũng làm đúng thử thách, trang điểm xanh lá. Thật dễ dàng. Cô nàng có đủ màu mắt đáp ứng nhu cầu của mọi người. Thêm ít nhũ nữa nha. Wow, mắt màu lục đẹp quá đi. Tô son xanh lá. Trang điểm thật vi diệu. Cô nàng còn thêm mấy sợi lai màu trên tóc nữa nè. Wow, bím tóc tạo thay đổi lớn cho diện mạo của cô nàng. Barbara đã xong rồi. Nhưng kiểu trang điểm thú vị nhất có lẽ thuộc về Alice. Cô nàng màu đỏ. Cậu ấy có nhiều bảng màu mắt để dùng. Xong rồi. Cậu thấy sao? Mình nghĩ Alice trang điểm rất đẹp. Chỉ còn đôi môi thôi. Quá dễ. Ai mà chẳng có son đỏ. Alice là cô nàng quyến rũ. Và tóc của cô cũng rất hợp. Thật tỏa sáng và táo bạo. Tóc bện buộc đuôi ngựa rất hợp. Cô nàng tông đỏ tuyệt trần. Thử thách trang điểm đã xong rồi. Tiếp theo là gì đây? Căn phòng. Không ổn rồi. Mọi thứ phải màu đỏ chứ. Ok, tốt hơn rồi nè. Dù cô nàng màu đỏ sẽ ở đây. Phòng đẹp thì cũng nên có nội thất đẹp. Chuyển cái bàn lại đằng kia. Thêm vài đồ trang trí nhỏ. Thử thách gì mà mệt ghê. Mình cần phải nghỉ ngơi chút xíu. Rồi mời bạn đến chơi. Sao điện thoại không lên ta? À, mình biết rồi. Do nó có màu xanh lam. Vậy thì chưa đúng. Nhưng dễ thôi. Muốn gặp các cậu ghê Barbara, Erica à. Và không phải chờ đợi lâu. Các cô nàng đã đến ngay trước cửa. Và dĩ nhiên có cả quà tân gia nữa nè. Dễ thương quá. Cảm ơn các cậu nha. Wow, toàn là màu đỏ. Để mình dẫn các cậu đi một vòng vương quốc màu đỏ này nha. Barbara cũng bắt đầu trang trí phòng của mình. Wow, trông như vườn bí mật của các khu rừng trong truyện. Mọi thứ đều xanh tươi và sáng. Mình trang trí cũng tuyệt đó chứ. Thêm hoa ở đây nữa nha. Giờ thì ăn nhẹ thôi nào. Có gì trong túi của mình đây? Quả bơ xanh tươi. Khoan đã, mình phải gọi bạn đến mới được.
Alice và Erica không đi tay không đâu. Cảm ơn các cậu nha. Hai nụ quả bơ chắc chắn sẽ là bạn của nhau. Ngồi đi, tự nhiên nha. Hôn không? Nè không, cảm ơn. Như vậy là trái luật. Thử thách là thử thách mà. Oh yeah, không đúng màu rồi. Vậy cho Barbara luôn. Tớ thích bơ mà. Erica cũng chuẩn bị dọn đồ vô phòng mới của mình. Và đương nhiên là toàn màu xanh lam. Từ sàn đến trần nhà. Thật đẹp. Có cả phòng nhỏ màu xanh lam nữa. Và cô nàng có thể tập luyện khi rảnh. Nơi này quá tuyệt. Nhưng hôm nay vận động đủ rồi. Phải nghỉ ngơi thế nào. Nước xanh lam, có chắc uống vào không sao chứ. Wow. Không những vậy mà còn rất ngon nữa. Nè, bọn mình đến thăm cậu đây. Các cậu không nên hù mình như vậy chứ. Mà quà tân gia dễ thương ghê. Đáng được tha thứ cho trò đùa kia nha. Stick nè, cưng quá. Không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Quá nhiều việc mình phải làm. Cùng làm thôi nào. Phải đến cửa hàng mua một ít bánh. Và màu sắc đồ ăn phải theo đúng màu. Đây là luật của thử thách. Erica định lấy sữa chua trước. Cô nàng rất để tâm việc ăn uống lành mạnh. Dù đang tham gia thử thách, nhưng lại có quá nhiều thứ hấp dẫn trong siêu thị này. Tay cô nàng đã đụng vào mấy cái túi xanh lam, sô-cô-la, bánh Oreo và bánh sừng bò. Sợ gì? Còn Alice có thể tự làm salad. Còn một số rau củ màu đỏ. Và để lành mạnh, cậu phải chọn phô mai. Mình sẽ lấy cái này. Có bao bì màu đỏ. Cậu phải làm theo luật của thử thách. Còn có cả khoai tây và kẹo với bao bì màu đỏ nữa nè. Đây là màu tuyệt nhất trần đời. Thật tuyệt vì Barbara là màu xanh lá. Cô nàng thèm dưa chua từ lâu rồi. Tối nay cô cũng không bị đói. Có rất nhiều thứ màu xanh lá luôn. Nè các cậu xong chưa? Đến lúc ra quầy tính tiền rồi. Cuối cùng cũng được ăn. Thật là một bữa tiệc nhiều màu sắc. Bắt đầu từ đâu đây các cậu? Ngon quá đi. Nếu cậu muốn, món nào cũng sẽ là màu mà cậu thích thôi. Nhà bếp biến thành nhà hàng sang trọng, nơi có các món ăn nhiều màu sắc. Có cả dâu tây xanh lam nữa nè. Và cả burger xanh lá. Mà vấn đề là Barbara quên mua nước chanh rồi. Hay coca được không? Được chứ. Nếu nó có thể biến thành màu xanh lá, Erica có quà nhỏ cho Alice. Thử thách màu sắc mang lại trải nghiệm thực sự gắn kết cho các bạn. Cậu chắc đây là bữa tiệc mà không phải nhà dưỡng lão chứ. Sao không ai nhảy hay quẩy gì cả vậy? Các cậu chỉ có thể lướt mạng xã hội thôi. Mình nghĩ bữa tiệc cần ít màu sắc và nhạc. Hãy tô điểm thêm màu xanh lam, xanh lá với đỏ nha. Cuối cùng, các cô nàng đã sẵn sàng để tỏa sáng. Tuyệt hơn rồi. Chỉ trong vài phút sau, bữa tiệc bừng sáng với các màu sắc như cầu vồng. Giờ các cô nàng muốn tiệc tùng cả đêm. Bạn thích thử thách màu sắc này không nào? Bạn sẽ chọn màu gì? Đỏ, xanh lam hay xanh lá? Nhớ bình luận cho tụi mình biết nha. Và đừng quên like video này, đăng ký kênh và nhấp vào chuông để không bỏ lỡ các thử thách rực rỡ và độc đáo trên Room Room Select các bạn nha.